Sáng ngày 13 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối dương vật bị cắt rời cho một bệnh nhân. Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng 7, bệnh viện tiếp nhận trường hợp bệnh nhân T, 32 tuổi, đang là phạm nhân tại trạm giam Đắc Tân, huyện Mờ Đắc, tỉnh Đắk Lắk, nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt 70, mất máu nhiều, dương vật đứt lìa. Ngay lập tức, các bác sĩ khoa cấp cứu phối hợp khoa ngoại thận tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chuyển bệnh nhân lên phòng mổ. Đến 18 giờ cùng ngày, sau 2 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ nối thành công dương vật bị cắt rời của bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, trưởng khoa ngoại thận, tiết niệu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Thời gian từ khi dương vật bị cắt rời đến khi nhập viện cấp cứu rất dài, tới 6 giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, dương vật bị cắt rời được bảo quản không đúng cách. Dương vật bị cắt rời lấm lem đất, được bỏ trực tiếp vào trong thùng đá gây bỏng lạnh khiến quá trình nối liền dương vật rất khó khăn. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải xử lý máu đông, nối từng mạch máu nhỏ li ti, nối thể hang, thể xớt, niệu đạo. Do bị mất máu nhiều nên quá trình phẫu thuật, bệnh viện đã truyền cho bệnh nhân 700ml máu. Thông thường, tỷ lệ nối thành công dương vật phụ thuộc vào thời gian bệnh nhân nhập viện sớm hay trễ. Thời gian vàng để tiến hành phẫu thuật là trước 6 tiếng đồng hồ bị cắt rời. Đến nay, sau 5 ngày phẫu thuật, dương vật đã nối liền trở lại, bác sĩ Hoàng thông tin. Được biết, đây là trường hợp bệnh nhân đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được nối liền dương vật thành công.